Thắc mắc hỏi ai? Ngày 13 tháng 6, 2021. Chào anh chị em và các bạn. Chúc anh chị em và các bạn một ngày Chủ nhật thật vui, bình an, tràn đầy ân sủng nơi lòng thương xót Chúa. Đặc biệt là chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hôm nay xin được chia sẻ với các bạn những thắc mắc của giới trẻ. Lần trước chúng tôi đã nói về búp bê Kumanthong, nhưng mà có nhiều người chưa biết rõ cái lý lịch của Kumanthong là như thế nào. Anh chị em nhìn đến đây, chúng tôi có ba con búp bê. Đây là một con búp bê, hai con búp bê và cái con nhỏ nó ngồi dưới. Có người bảo giống như là một gia đình có cha, có mẹ, có con. Này là con trai, con gái không biết. Con gái hả? Này là con gì? Con gái luôn. Bây giờ có khi một gia đình, hai người nam cũng là thành một gia đình, rồi hai người nữ cũng thành gia đình. Rồi sao có con được? Bảo dễ mà cha, thì kiếm đứa con nuôi và cũng vậy. Chứ còn hai người nữ mà là thành gia đình thì sao mà đẻ? Hai người nam thành gia đình sao mà đẻ? Gọi là hôn nhân đồng tính, giáo hội tuyệt đối là không có chấp nhận. Vì Thiên Chúa dựng nên một người nam và một người nữ. Nhưng chúng ta vẫn lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho những anh chị em ấy, để xin Chúa thương xót. Thế thôi. Còn chúng ta không có phân biệt đối xử hay loại trừ bất cứ một ai, vì tất cả đều có chỗ ở trong trái tim Chúa Giêsu. Chỗ như thế nào thì họ và Chúa biết. Anh em mình tuyệt đối không có đứng trên vị trí của quan tòa để xét đoán, kết án và loại trừ anh chị em mình. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những anh chị em ấy, miễn làm sao cho tâm hồn họ được bình an và cuộc sống họ được hạnh phúc, rồi sống theo đúng luật tự nhiên và theo thánh ý của Chúa. Chỉ khi nào như vậy thì thực sự mới có được bình an. Theo đúng cái gì tự nhiên, vì Chúa dựng nên một người nam, một người nữ, Chúa bảo mọi sự đều rất tốt đẹp. Khi dựng nên người nam và người nữ thì rất tốt đẹp. Ước mong cái trật tự tự nhiên đó và cái rất tốt đẹp của Chúa vẫn còn mãi mãi rất rất tốt đẹp nơi con cái loài người. Đây là búp bê Kumanthong. Kumanthong là gì? Kumanthong khá là phổ biến với giới trẻ ngày hôm nay. Đây là một trong số vô vàn loại bùa ngải ở Thái Lan. Được nhiều người nhắc đến về khả năng siêu nhiên với cả sự ngưỡng mộ lẫn nỗi ám ảnh, lo sợ và kinh hoàng. Không chỉ người Việt, một số người Trung Quốc, Malaysia, Philippines cũng sang thỉnh Kumanthong về để mà nuôi. Theo tín ngưỡng dân gian của người Thái Lan, Kumanthong là một loại hình bùa ngải vô cùng huyền bí, hàm chứa những yếu tố tâm linh mà không ai có thể giải thích được về tính xác thực của nó. Nó còn được xem như cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là hiện thân của mối tương quan nhân quả, tức là có nguyên nhân thì có hậu quả, mà con người tạo ra trong kiếp trước với kiếp này. Đó là theo quan niệm của họ. Chúng ta đang là người Công giáo, mình đang tìm hiểu cái quan niệm của những người ngoại giáo họ như thế nào, chứ không phải là chúng tôi đang giảng giải để cho anh chị em nghe truyền một thứ tôn giáo ngoại giáo vào cho anh chị em. Muốn cảm thông thì phải hiểu biết. Nếu mà chúng ta đứng rồi kết án rồi loại trừ cũng đem lại cái gì cả. Bây giờ muốn đưa người ta đến với mình thì phải hiểu. Hiểu thì mới cảm thông, rồi mới đối thoại, mới gần gũi, rồi mới đưa người ta về vào trong trái tim Chúa được. Còn chúng ta đụng một cái là chúng ta loại trừ họ ngay. Cái gì của ma quỷ thì mình phải loại trừ. Như những con người đang bị ma quỷ khống chế, đang bị ảnh hưởng của ma quỷ, đang bị ma quỷ nó cám dỗ, thì chúng ta có bổn phận là cầu nguyện cho họ và tìm cách đưa họ thoát khỏi vòng tay của ma quỷ. Và chính vì thế, những người đi con loan truyền lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một của Satan, của ma quỷ. Vì nó đang bị, họ đang bị ma quỷ sự giữ, khống chế như thế này. Mà bây giờ mình đem lòng thương xót của Chúa, đem lòng thương xót của Chúa đến và lôi kéo họ ra khỏi vòng vây
của Satan, của ma quỷ, để họ quay về với lòng thương xót Chúa. Thì ma quỷ nó bị dịch mất, nó sẽ điên lên, nó tìm mọi cách để mà nó cản phá. Nó rớt xuống dưới hoàng ngục một con rồi, có người bảo ma quỷ nó rớt, nhưng mà nó lại leo lên bây giờ. Nó lại leo lên bây giờ, thưa anh chị em. Ma quỷ mà Chúa cho phép nó lại leo lên bây giờ, chứ không phải là nó đấy, nó chu đầu lên. Thưa anh chị em, Chúa cho phép nó để mà nó cám dỗ con người ta. Cuman là cái con búp bê nam, còn con búp bê nữ là Kumari. Trong tiếng Pali, Kuman có nghĩa là cậu bé thanh tịnh. Cậu bé thanh tịnh. Kumari là cô bé thanh tịnh. Còn Thong có nghĩa là vàng. Kuman Thong là cậu bé vàng thanh tịnh. Hay là Kumari Thong, cô bé vàng thanh tịnh. Kuman Thong phổ biến ở Thái Lan từ thời cổ đại. Mặc dù tục thờ phượng Kuman Thong không thuộc Phật giáo chính thống, một tôn giáo lớn ở xứ sở Chùa Vàng, thuật gọi hồn của thầy phù thủy thời xưa được coi là cha đẻ của Kuman Thong. Khi người ta thu nhập những bào thai đã chết, sau đó sấy khô, rồi được các thầy phù thủy gọi hồn, có những xác khô kia như những đứa con và sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau. Thu thập những bào thai đã chết, sấy khô, rồi các thầy phù thủy gọi hồn nhập vào cái xác sấy khô đó, rồi coi xác sấy khô kia như là những đứa con, cho nó vào đây, rồi sử dụng nó vào những mục đích khác nhau. Bây giờ các bạn sẽ hỏi, vậy thì Kuman Thong được tạo ra như thế nào? Và linh hồn của Kuman Thong có tồn tại hay không? Ở xứ sở Chùa Vàng, các nhà thiền sư vốn có lòng trắc ẩn với những đứa trẻ đáng thương bị chết yểu, không được làm người. Theo một cách nào đó, dùng bùa phép chẳng hạn để mà cứu rỗi linh hồn của những đứa trẻ này, tạo ra một nơi trú ẩn để linh hồn thai nhi kia có nơi để mà nương náu, không còn phải lang thang nữa. Ví dụ họ tạo ra mặt dây chuyền có họa tiết hoặc bức hình nhỏ, có một bức tượng nhỏ hình em bé, có sợi dây chuyền, rồi có họa tiết, rồi bức tượng nhỏ hình em bé. Búp bê Kuman Thong cũng từ đó mà được ra đời. Về cấu tạo, Kuman Thong được tạo ra từ những vật liệu như là các bức tượng đồng, hoặc là bằng gốm, hoặc là bằng vải, hoặc là bằng silicon, với tạo hình một chú bé hoặc một cô bé giống như búp bê mà các bé đang chơi. Cho nên nhìn thì có khi không phân biệt được. Và chính vì vậy mà nhiều em bây giờ, nhiều gia đình lại đi rước nó về, mua nó về. Tôi hỏi thì các bạn nói là một con búp bê bình thường có khi là 500, hoặc là con đẹp thì 1 triệu, nhưng mà rất là chưa được làm phép con búp bê Kuman Thong. Còn khi mà thầy mà gọi hồn về bùa phép mà ngải hay gì đó thì không biết, có khi đến 5 triệu, có khi đến 10 triệu, tùy theo cái pháp thuật nó cao hay không cao. Đó là theo cái quan niệm suy nghĩ của họ. Tương truyền rằng là xác chết của trẻ sơ sinh sẽ được các nhà sư Thái Lan thu thập lại, rồi dùng xương của các em đó hay là tóc của chúng để tạo thành những mẫu bùa hộ mệnh khác nhau. Tạo hình một em bé đang nằm và mút vú giả được tạo ra nơi trú ẩn của những đứa trẻ vẫn còn chưa được sinh mà đã chết trong bụng mẹ, hoặc chết ngay từ khi vừa mới sinh ra thì nó đã chết. Những em bé ở độ tuổi lớn hơn thì được tạo hình là những đứa trẻ đứng hoặc ngồi. Bên mình có mang một số loại vũ khí nữa. Súng, rồi dao găm, rồi lưỡi lê, rồi lựu đạn, vân vân. Vậy nó mới sợ chứ, vậy bán nó mới có giá chứ, nó mới ra không huyền bí chứ. Thì nếu mà có những đứa bé nó nhỏ thì nó nằm, nó cầm cái núm vú đó. Ngay thì cái con đó nó chạy đâu mất tiêu rồi, chắc là trốn rồi.
hoặc nó ngồi hoặc nó đứng, ta tạo ra nó như vậy. Cũng giống như tính cách con người, có những linh hồn Kumanthong rất hung dữ thì sẽ được bịt mắt bằng một tấm vải màu đỏ. Chúng là những linh hồn rất khó để chế ngự và mất nhiều năm để có thể rửa sạch được cái nghiệp chứng này. Vậy thì Kumanthong có những loại nào? Bùa ngải Kumanthong được chia làm hai loại bùa: Kumanthong đen và Kumanthong trắng. Kumanthong trắng được các nhà sư tạo nên dựa trên cái thiện, luyện bùa bằng những nguyên liệu thiên nhiên như là thảo mộc quý, cỏ, hoa, đất chùa, xá lợi, niệm cùng với thần chú xa xưa của Phật giáo Thái Lan để mà hợp thành, gọi là Kumanthong trắng. Còn theo những thông tin đồn thổi, Kumanthong này có năng lực thấp, được yểm bằng những bùa chú mà thầy phép viết cất ở trong bụng, hoặc là dán sau lưng, hoặc đặt trên đầu của những con búp bê này. Loại này thì thường có giá thấp, và dĩ nhiên sự siêu nhiên đem lại cho người nuôi cũng chỉ dừng lại ở việc là gặp nhiều may mắn trong kinh doanh, được bảo vệ an toàn trong cuộc sống, hoặc là giữ nhà cửa dùng. Đó là Kumanthong trắng. Loại Kumanthong đen trái ngược với Kumanthong trắng. Kumanthong đen chứa những ma thuật đen tối. Ví dụ Kumanthong đen nó trắng quá. Còn có những Kumanthong màu đen nó không dám đeo vào đây, sợ anh chị em nhìn nó hoảng, nó chạy mất. Kumanthong đen chứa những ma thuật đen tối. Búp bê xấu hay tốt sẽ tùy thuộc chủ nhân nó xấu hay tốt. Phần lớn Kumanthong như thế này được tu luyện từ những vong linh của những trẻ em chết yểu, thai nhi, xương hoặc mỡ của người chết. Sợ không? Sợ không? Những Kumanthong có năng lực cao hơn được các pháp sư, được các thầy phép quảng cáo là nếu đem chúng về nhà nuôi chúng bằng sữa. Con Kumanthong này nuôi bằng sữa, tức là cắm ống hút vào hộp sữa. Đây ví dụ đây là cái hộp sữa. Cắm cái ống hút vào hộp sữa rồi đặt vào miệng con búp bê này. Nó hút hết cái lon sữa. Lon sữa đang để chú dục. Nó hút. Hoặc là kẹo bánh hàng ngày, rồi người ta cho nó ăn, rồi người ta trò chuyện với nó, yêu thương nó như là con của mình, thì sẽ được các linh hồn, nên nói như thế, quảng cáo như vậy, linh hồn ở trong con búp bê này phù hộ, cầu gì được nấy, làm ăn thuận lợi, tình duyên mong muốn, yêu ai được, rồi mua sổ số thì trúng, và những điều siêu nhiên khác ta quảng cáo như thế. Mà anh chị em thấy là cái tâm lý con người ta mà ai chẳng, bạn có muốn trúng sổ số không? Bạn có muốn thất tình không? Không, không muốn thất tình thì đây, bảo đảm với anh, con búp bê này anh đưa về anh nuôi nướng nó là người tình của anh sẽ đến, mà anh liếc cái là nó liếc lại. Nó càng quá vậy mà ai không thích, đúng không? Anh đang nghèo mà bây giờ anh mua vé số mãi ông chúng, tôi nói thiệt với anh, cái con búp bê này là anh cứ đưa về đi, Kumanthong chứ không phải búp bê bình thường đâu, bên Thái chứ không phải Việt Nam đâu nhá. Đúng rồi, cuối cùng coi lại mết in Chợ Lớn. Chưa kịp tẩy chữ Chợ Lớn này, hay là bên Bình Tây, Bình Tông, Bình Tân gì đấy. Thì thưa anh chị em, cái tâm lý con người ta dễ bị, dễ lắm. Nhiều người công giáo nữa, chứ không phải là người không công giáo thì nói làm gì. Cái này là chúng tôi thu thập từ tin tức anh chị em công giáo mình đang thực hiện cái chuyện đó. Tôi đến tận nơi rồi tôi hỏi thăm từng người mà đã từng sử dụng như vậy, mà bây giờ đang bối rối hoang mang sợ sệt trên này. Chứ phải hôm nay tôi quảng cáo để anh chị em vậy, nói Cha Long nói vậy, mày đi kiếm tao con, tao đang Covid kinh doanh địa ốc bán mấy ngàn tỷ giờ không có bán được, kiếm tao con khá anh tí, mất 10 triệu cũng được mà bán được tỷ ngàn tỷ sướng không? Nó quảng cáo vậy ai không chịu? Rồi thì mình cứ làm đi, chắc Chúa không biết đâu, chúng xin lỗi Chúa tí, Chúa cho con nghỉ chơi tí, con kiếm con này về con kiếm tí.
rồi mới mua được con quay lại con trả lại cho thị. Chiếm những người chỉ đạo như vậy thì còn nghĩ lý gì nữa không? Cho nên hôm nay mục đích chúng tôi muốn cho anh chị em thấy là vạch trần cái điều đó ra để mình đừng bị ma quỷ sự giữ nó cám dỗ, nó khống chế. Khi nó cám dỗ mình theo nó thì nó sẽ khống chế mình. Còn mình chống ngay từ đầu, dứt khoát là ngồi đây đi, cầm cái vơ vẩn, dứt khoát thì mình không bị khống chế. Còn anh chị em mà cứ thử, giống như là mấy người mà bị dính xì ke vô được lúc đầu cũng bị như vậy thôi, cứ thử đi, không có sao đâu. Mới đầu thì hơi khó chịu, nhưng mà mình làm điếu thứ hai, điếu thứ ba là mình khác liền à. Đó, nó cứ cám dỗ như vậy thôi. Đang buồn có phải không? Đang chán nản phải không? Vô đi, mày quên hết sự đời đi. Nó lưng lưng, mày muốn cái gì là mày ra cái đó. Mày muốn ông vua thì mày là ông vua, mà mày muốn đứa nào đến với mày là tự nhiên mày thấy con người yêu trong vòng tay mình, nó cám dỗ như vậy thôi. Mai đang là buồn, đang thất tình, chán nản, thấy nói vậy, thử cái có sao đâu. Chắc không sao đâu. Úi dồi, mày không biết chứ nhiều người được lắm rồi. Bên Thái đầy, Phi đầy, Mã Lai đầy. Úi, tao sang đó cho người ta được nhiều lắm. Mày khó lắm mới mua được ấy. Nè, nó đi mua ngoài chợ lớn như vậy, nó vẽ vô gì có đâu. Lấy đất với cát đâu, nó nhét vào, không có không chừng. Nhưng mà rất nguy hiểm nữa mà nó lấy những cái thanh xác với mới lại xương cho vào thì sao, thưa anh chị em? Cuộc thế giới huyền bí mình không biết được. Tốt hết là đừng vào. Thế giới huyền bí, khoa học huyền bí, nó nằm ngoài cái giới hạn của mình. Thế không? Ngoài diện của mình, thôi đừng đụng vào, tốt nhất. Đụng vào Chúa thì cứ Chúa bám lấy, ngon hơn nhiều. An toàn, chắc chắn. Mơ mơ màng màng, tiền mất tật mang, chẳng có dạy gì. Thế thì búp bê Kumanthong giá bao nhiêu, mua ở đâu? Có người hỏi, vừa mới nghe tôi nói vậy, hỏi lên. Tôi nhắn tin, thưa cha, vậy thì búp bê Kumanthong giá bao nhiêu, mua ở đâu? Bùa ngải Kumanthong không có cái giá trị cụ thể. Yếu tố này phụ thuộc vào nơi bán, có uy tín hay không. Kumanthong loại gì và hình dạng Kumanthong đẹp hay không, vì là mới có 3 loại, còn nhiều loại lắm. Theo như những người mua thì Kumanthong có giá từ vài triệu cho đến vài chục triệu. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả 100 triệu để lấy được một con búp bê như là mong muốn. Bạn có thể mua bằng nhiều cách, các diễn đàn lớn nước ngoài, rồi các mua bán điện tử Amazon, v.v. eBay. Giờ đây do sự phổ biến truyền tai của nhiều người mà trên mạng xã hội cũng có rao bán bùa ngải Kumanthong. Đó mới là cái chết. Nhiều người còn sẵn sàng bay sang Thái Lan và mua về được một con búp bê Kumanthong ưng ý. Nhưng trên mạng thì thật giả lẫn lộn. Tâm linh là điều khó kiểm chứng, cho nên bạn cần hết sức cẩn thận, kẻo tiền mất tật mang. Có nên nuôi Kumanthong trong nhà hay không? Như đã nhắc đến bên trên, Kumanthong có hai ý nghĩa tốt và xấu. Làm bùa hộ mệnh và làm bùa yểm hại người. Bùa hộ mệnh tốt, bùa yểm hại người là xấu. Tuy nhiên, trào lưu nuôi Kumanthong của giới trẻ chủ yếu họ tin rằng Kumanthong sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc, là một loại bùa cầu may, chỉ cần nuôi tốt, đáp ứng tốt nhu cầu của nó sẽ được thỏa mãn mọi ước nguyện. Vì lẽ đó, người bán hàng luôn chào bán các Kumanthong với cam kết hiệu quả nhất định, không được là không ăn tiền. Tiền đã đưa nó mất rồi còn không ăn gì nữa, nó ăn rồi. Tiền trao cháu múc rồi, còn mình về mình có húp được cháu thôi, không là chuyện của mình. Tiền trao, cháu múc, múc ra rồi, cháu đây đem về cháu có ăn được hay không, rồi ăn được có khỏe hay không, ăn vào sống chết tao không cần biết, tao đã bán rồi là xong, ai chịu trách nhiệm. Mà mình cứ mơ mơ màng màng, mình đi mua là mình chết. Kumanthong kích thước càng lớn thì giá trị tiền càng đắt. Và mọi người tin tưởng vào những lời lừa gạt đó. Mọi người tin tưởng vào những lời lừa gạt đó mà tốn rất nhiều tiền bạc để nuôi những con này. Tuy nhiên, đó là trò lừa gạt để moi tiền những người cả tin. Nghe rõ không ạ? Đây là trò lừa gạt để moi tiền những người cả tin.
không ai biết rõ ràng nguồn gốc của những con Kumaton này là từ đâu, cũng không ai kiểm tra được hiệu quả của nó. Lấy gì kiểm tra? Cắt trong đây bảo là xương được không? Rồi lấy xương mèo, xương chó gì bỏ trong đây bảo xương của con bé được không? Ai kiểm tra được? Rồi lấy mỡ của heo bỏ vào đây là bỏ mỡ của nó được không? Ai kiểm tra được? Chỉ thấy là tiền túi càng cạn và mọi người càng bị lún sâu và bị ám ảnh, có khi khủng hoảng. Khi nuôi Kumaton, rất nhiều lời đe dọa, không chiều chuộng hay nuôi nữa thì sẽ bị Kumaton phản lại, mang đến nhiều tai họa, thậm chí là nhà tan cửa nát và mạng mất. Lỡ rồi, đem về rồi, giờ sao đây? Bỏ thì thương, vương thì tội. Kẹt. Mày, tôi nói cho bà biết nha, bà mua về rồi mà không có trung thành với nó là nó phản chủ đó, sợ ông. Nhưng mà bà mà trung thành là muốn xin cầu gì cũng được hết. Vậy hả? Nó kẹt cho mình như vậy chứ. Mình đang tung bấn mà thôi. Còn tí đồng tiền cuối cùng, dốc hết tiền này, mua về. Bây giờ mà phải cho nó ăn, cho nó uống rồi. Làm cái tâm lý của mình nó hoảng, còn đầu óc đâu mà. Người công giáo thì còn đầu óc đâu mà cầu nguyện. Rồi còn tỉnh táo đâu mà tính chuyện làm ăn buôn bán nữa. Suốt ngày, cứ mong thòng, khẩn gì đó. Thế vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô thì xin cầu mong thoan thứ xót chúng con và toàn thế giới thì tiêu rồi, tiêu chắc chắn luôn rồi đó. Mà dám có người cũng làm như vậy đấy chứ phải chơi đâu, nguy hiểm vô cùng. Tại vì tôi đây là chính những người giáo dân đó, đưa đến mà nói là cha trình bày cho họ đi chứ có chết đó, mới là giới trẻ bây giờ. Mà ngay cả những người không phải công giáo mà đang theo dõi video này thì chúng tôi cũng nhắc nhở anh chị em điều đó với tất cả sự chân thành, trân trọng. Kết luận, như vậy thì mọi người không nên mua và không nên nuôi Kumaton, không cần tính đến chuyện có hiệu nghiệm hay không. Trước tiên, đó là việc làm trái đạo đức, vì có những Kumaton được làm từ bào thai thật thì là trái đạo đức rồi. Nếu mà bào thai thật, nếu mà xương người chết thật là mình phải trân trọng chứ, đưa vào cái nơi đàng hoàng chứ, mà đâu được phép lợi dụng cái xương người chết hay là hài cốt người chết để mình kinh doanh, như vậy là trái đạo đức rồi. Nếu mà là thật, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông trong một khách sạn ở Đài Loan với 6 bào thai được sấy khô làm thành Kumaton đang định rao giá bán cao. Chưa rõ người đàn ông này lấy bào thai từ đâu, đó đã là một việc làm vô cùng độc ác rồi, thưa anh chị em và các bạn. Cho nên giả thì mình bị lừa, thật thì là vô đạo đức. Vậy thì cuối cùng của Sê-gia thì trả cho Sê-gia, của ma quỷ trả nó về cho ma quỷ, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Xin anh chị em hết sức tỉnh thức trước những phương tiện truyền thông bây giờ, những rao bán đủ mọi thứ, quảng cáo đủ mọi thứ. Ngay cả lòng thương xót Chúa cũng bị người ta lợi dụng. Mới lấy được bài giảng xong lại xen kẽ vào quảng cáo mua ảnh tượng, rồi quảng cáo đất đai, quảng cáo thuốc đủ mọi thứ. Nhưng cái đó là hoàn toàn chúng tôi không bao giờ, xin nhắc lại một lần nữa nhân tiện ở đây, nói một lần nữa là không bao giờ. Ngay cả cha Long đang xây nhà tình thương, đang giúp mà sửa nhà thờ Đức Bà, hoàn toàn là giả mạo và giả tạo. Tội nghiệp hai ông bà già gọi điện thoại cho tôi từ bên Mỹ: cha ơi, con gửi cha 3 lần rồi bác ái rồi, với xây nhà tình thương cho nhận được chưa? Bảo tôi có biết gì đâu. Bảo con gửi ngày này tháng này bao nhiêu rồi, cái tên người nhận là xưng là thầy này ở bên Hôn Ai gì đó, tên này địa chỉ này. Bảo tôi không có ai cả, không bao giờ tôi làm chuyện đó, không bao giờ kêu gọi bất cứ cái gì, dù là làm bác ái, dù là xây dựng bất cứ cái gì. Ngay cả ốc đảo lòng thương xót Chúa mà chúng tôi đang ươm mơ ươm mộng thì cũng hoàn toàn phó thác cho Chúa. Một lúc nào đó giấc mơ nó thành hiện thực thì anh chị em có thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào. Không bao giờ xách giỏ đi để mà quyên góp, không bao giờ mà đăng thư kêu gọi bao giờ. Nhớ kỹ như vậy, những cái thư kêu gọi, những cái lời kêu gọi đó hoàn toàn mạo danh giả tạo. Không cần phải thắc mắc delete ngay, không cần phải thắc mắc xóa bỏ liền, không cần phải điện nhắn tin hay là email lại trả lời làm gì. Biết là giả thì delete thì xóa luôn đi, không cần phải hỏi han lại nữa. Còn nếu
họ có gan cho số điện thoại còn xin nói chuyện với cha. Không bao giờ ai dám đưa số điện thoại để anh chị em nói. Họ sẽ nói là cha đang bận, cha đang thế này thế khác. Nên cảm lâu với cảm về nó ngoái gì mà cứ cảm mãi. Giọng ăn khàn. Ngày nào tôi chẳng giản nhưng mà khàn đâu mà khàn. Anh chị em thấy không ạ? Nên mình phải hết sức cẩn thận. Xin Chúa đấng vào lòng thương xót. Xót thương những con người đó. Những con người mà lạm dụng lòng tốt, lạm dụng lòng tin của những người dân, dù là có đạo hay không có đạo, để làm những chuyện sai quấy, nhất là kinh doanh, lại kinh doanh trên xác chết thì nó là quá vô lương tâm, vô đạo đức. Rồi kinh doanh trên lòng thương xót Chúa thì lại là quá sai. Xin Chúa thương xót, tha thứ và cho họ được cải tà quy chánh, quay về với đường ngay nẻo chính. Đó là cái thắc mắc nóng hổi. Một cái thắc mắc thứ hai, đó là thưa cha, khi chầu thánh thể, tại sao linh mục chủ tế hoặc là phó tế mang khăn choàng vai, cái khăn choàng vai khi ban phép lành chầu thánh thể? Có nhiều người thấy cái thắc mắc không biết là cái gì. Thưa anh chị em, linh mục hay phó tế mang một khăn choàng đặc biệt khi ban phép lành mình thánh Chúa, nhằm để đề cao nguồn gốc đích thực của phép lành trong phụng vụ chầu thánh thể. Khi chuẩn bị ban phép lành thánh thể, linh mục hay phó tế khoác một khăn choàng đặc biệt để che đôi vai và cánh tay của mình. Sau đó, vị chủ tế tiến đến gần bàn thờ và nhẹ nhàng cầm hầu quang, hay còn gọi là mặt nhật, có mình thánh Chúa, và quay về phía dân chúng để ban phép lành với hình dấu thánh giá. Linh mục hay phó tế thường ban phép lành vào cuối nghi thức phục vụ, nhưng phép lành chầu thánh thể thì khác. Khăn choàng trên vai chủ sự muốn diễn tả nguồn gốc đích thực của phép lành khi chầu thánh thể. Theo Bách Khoa Từ Điển Công Giáo thì khăn choàng vai, tiếng Anh humerol veil, khăn che cánh tay, có kích thước quy định và những hình thức trang trí đặc biệt khác nhau. Khăn choàng vai là tấm vải hình chữ nhật dài khoảng 2,5 mét, rộng khoảng 0.5 mét. Khăn choàng có viền chung quanh, có hình thánh giá với tên là Chúa Giêsu viết tắt hoặc những ký hiệu hay một biểu tượng nào đó ở giữa. Khăn choàng khi khoác lên sẽ che lưng và vai, từ đó có tên là khăn che cánh tay. Và hai đầu mép khăn choàng được thả xuống phía trước. Khăn choàng được móc lại bằng khóa hay là được cột hai đầu khăn để khỏi bị rớt xuống. Khăn này được choàng lên vai chủ sự khi ban phép lành, với ý nghĩa là không phải linh mục hay là phó tế ban phép lành cho dân chúng, mà chính Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện dưới hình bánh ban phép lành, gọi là phép lành mình thánh Chúa. Không phải linh mục chủ sự ban phép lành, nhưng mà chính Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện hình bánh ban phép lành. Linh mục hay phó tế tự ẩn mình với khăn choàng để hướng sự chú ý của cả cộng đoàn về Chúa Giêsu, làm cho Ngài trở thành trung tâm khả giác, tức là có thể thấy được bằng giác quan qua hình dạng bánh trước cộng đoàn. Mang khăn choàng khi ban phép lành là một truyền thống tốt đẹp và là sự nhắc nhở cụ thể về sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể. Chính Chúa là đấng chúc lành cho chúng ta trong giờ chầu thánh thể. Còn trong thánh lễ hoặc là trong những nghi thức khác thì linh mục ban phép lành vì là người được Chúa chọn chức giàu ban phép lành. Nhưng với phép lành thánh thể thì chính Chúa Giêsu ban phép lành cho chúng ta trong giờ chầu thánh thể, trong phép lành thánh thể đó. Bây giờ chúng ta đi qua cái câu thứ ba mà nhiều người cũng đang là thắc mắc, có những vấn đề thời sự nóng hổi về Vatican. Là bây giờ người ta hay lên mạng rồi buộc tội cho hồng y, giám mục, linh mục tội lạm dụng tình dục trẻ em rồi thế này thế khác. Rồi cái tin nó không chính xác là mới tố cáo thôi. Mà khi mà tố cáo thì đâu cứ phải cứ tố cáo là đúng là thật.
Thí dụ tự nhiên anh đi ghét tôi, anh tố cáo tôi là cho Long vô nhà con ăn trộm mất ba con Kumanthong. Thí dụ thế. Rồi anh tố cáo tôi thì cái người nhận đơn tố cáo phải có nhiệm vụ là điều tra. À, cho Long, tôi thấy có thư này mời cha lên làm việc. Rồi nếu cần thì đối chất, anh có bằng chứng gì không? Cha, người ta tố cáo vậy thì cha thấy làm sao? Phải điều tra cẩn thận để hỏi những nhân chứng. Anh có bằng chứng thì ai là người thấy? Anh thấy đâu có phải là nhân chứng. Anh là người tố cáo, anh đâu phải là nhân chứng. Vợ anh chưa chắc là nhân chứng đích thật vì hai vợ chồng toa rập với nhau thì sao? Con của anh cũng chưa hẳn vì cả nhà anh toa rập hại cha Long thì sao? Hỏi điều tra rõ ràng, mất lúc nào, ngày nào, giờ nào. Hỏi cha ngày đó, giờ đó cha đang ở đâu. Có nhân chứng nào chứng thực cho cha là ngày đó, giờ đó cha đang ở Sài Gòn. Mà ông bà này thì ở Hồ Nai, mất lúc 12 giờ đêm. Mà 12 giờ đêm thì cha đang đi xích dầu cho cái nhà này. Thấy chưa? Là không có bằng chứng. Và khi mới nghe, trời ông bị tố cáo là lấy ba con Kumanthong. Rồi mình đồn âm lên là coi như là xác định luôn rồi. Chứ phân biệt cái bị tố cáo và trước khi tòa tuyên cáo đó, chỉ trở thành tội nhân khi mà tòa tuyên án rằng đó là tội. Còn đây là bị cáo, tức là người đang bị cáo chứ chưa phải là tội nhân. Nhá, ghim nhớ kỹ dùng. Thì mới đầu người ta đang đòi tố cáo là chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan có tội vì bao che cho những chuyện linh mục lạm dụng tình dục. Mới nghe như vậy thì người ta vội bảo là đó là chủ tịch Đức Giám mục, chủ tịch đồng Ba Lan bị rồi. Không phải. Đây, Vatican kết luận cáo buộc chống chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan là vô căn cứ. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, tòa sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Warsawa của Ba Lan đã đăng thông cáo cho biết Vatican đã điều tra những cáo buộc cho rằng Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gedicki, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã hành xử thiếu sót trong hai vụ giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên. Và Vatican phán quyết rằng những cáo buộc này là không có căn cứ. Đức Tổng Giám mục Gedicki, 71 tuổi, là tổng giám mục của Poznan từ năm 2002. Ngài được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan vào năm 2014 và nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2019. Ngài cũng là phó chủ tịch của hội đồng giám mục châu Âu. Tòa Thánh đã điều tra các cáo buộc về Đức Tổng Giám mục Gedicki theo những điều luật của tự sắc các con là ánh sáng muôn dân do Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào năm 2019 và được thử nghiệm trong thời gian là 3 năm. Thông cáo của Tòa Sứ Thần cho biết, sau khi nhận được thông báo chính thức về các cáo buộc, dựa trên các quy định của Bộ Giáo luật và tự sắc nói trên, Tòa Thánh đã tiến hành điều tra về cáo buộc Đức Tổng Giám mục Gedicki thiếu sót trong việc xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi một linh mục của giáo tổng giáo phận Poznan và một linh mục của giáo phận Biesko Zekiak. Và thông báo cho biết kết luận của thánh như sau, của tòa thánh kết luận: sau khi phân tích kỹ lưỡng các tài liệu thu thập được, tòa thánh nhận thấy những cáo buộc trên là vô căn cứ và do đó các đơn khiếu nại trong những trường hợp này bị bác bỏ và quá trình tố tụng được coi như là được khép lại. Thưa anh chị em, ngày 9 tháng 5 2019, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc mới các con là ánh sáng thế gian, thiết định các quy luật và thủ tục mới về việc trình báo những vụ sách nhiễu và bạo hành tính dục trẻ vị thành niên, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các giám mục và các bề trên dòng tường trình trách nhiệm về hoạt động các vị. Tự sắc ấn định nghĩa vụ buộc các giáo sĩ và tu sĩ phải trình báo các vụ lạm dụng. Mỗi giáo phận phải có một hệ thống mà dân chúng có thể lui tới và liên lạc cách dễ dàng để đón nhận những lời tố giác lạm dụng. Cho nên Tòa Thánh Đức Giáo Hoàng đã hết sức cẩn thận để làm những công việc này, để không thiệt hại cho những người gọi là nạn nhân bị thiệt hại hoặc là không có bị oan uổng
cho những người mà bị kết án, bị tố cáo mà không có bằng cớ. Giống như trường hợp của Đức Tổng Giám mục Hội đồng Giám mục Ba Lan này. Thường xem lúc mà tố cáo thì người ta làm ầm lên, coi như là có tội, mặc dù chưa có bị kết án. Rồi đến khi mà giải án, tuyên công, giải oan thì im rò. Chúng ta thấy có sự bất công trong đó không? Dư luận ấy, khi mà thấy có gì xấu là nêu ầm lên. Rồi lúc mà người ta được giải oan là chứng minh là vô tội thì chẳng có ai nói, chẳng có ai đứng chính. Mà ngay cả cái người tố cáo nó chả bị sao. Cái người tố cáo đó nghe phải chịu trách nhiệm chứ phải không ạ? Đây là mất danh dự người ta, mất thời giờ, mất bao nhiêu cái thứ của thiệt hại của người ta thì phải có trách nhiệm đền bù chứ. Đâu phải, ví dụ tôi ghét anh, tôi cứ tố cáo anh đều là anh bị ngừng không được thi hành chức vụ nữa cho đến khi mà điều tra chứng tỏ là anh vô tội. Mà trong lúc mà đang điều tra thì người ta đã dư luận ta đã vội kết án anh rồi, đúng không? Mà dù anh chưa bị tòa án tuyên án. Rồi đến khi mà tòa án tuyên bố là anh vô tội thì anh ra về chẳng ai nói gì cả. Cái người tố cáo anh chẳng bị sao, rồi dư luận chẳng đính chính nữa. Tại lỡ nói rồi bây giờ đính chính chỉ thuộc kệ mày ráng chịu. Quả tạ rồi mày ráng né được ráng chịu. Ta thấy có cái bất công như thế. Cho nên xin anh chị em khi mà nghe hoặc đọc những tin tức trên mạng, người ta hay dịch những cái tít để cho mình vô, để gọi là câu view. Mình thấy tin động trời, Trà Long bị phát cổ. Thứ nhào vô coi thì nó được chiếm cái số mà người theo dõi nhiều thì được thưởng này hả? Nếu cùng trong đó chả nói gì cho cổ tự từ gì cả. Đó là một thằng bé nó nằm mơ là Trà Long cho cổ. Mà ghi cái tít là Trà Long cho cổ, ao vô. Hoặc là tin chấn động thế giới là Đức Giáo Hoàng bị ám sát. Cuối cùng Đức Giáo Hoàng bảo tôi đâu bị ám sát, bảo cái thằng kia nó bảo là coi chừng nó sẽ ám sát. Và nói lúc nào lúc đó nó say. Chị em thấy không? Cho nên mình nghe, ngày hôm nay nghe phải hết sức sàng lọc. Và Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn trong cuộc họp với lại anh em ban truyền thông nhân ngày lễ bổn mạng, mày nói phải hết sức cẩn thận, phải xem xét, phải đến tận nơi, xem tận mắt, bắt tận tay và nghe tận tai. Rồi hãy nói, rồi hãy thông báo, rồi hãy công bố. Còn chưa có một cái gì cả, đã vội đem hết lên mạng thì cái điều đó, vì sao mình đính chính rất là khó. Và khi mình đính chính thì tôi là đền được vạ thì má đã sưng rồi, nó tắt. Bốp phát má sưng lên, kiện, ông vô tội, má sưng vô tội, tội nghiệp ta. Đây cũng là một trường hợp mà Đức Hồng Y George Pell bên Úc, nên ngài nói là tôi đã tha thứ cho những người buộc tội tôi. Ngài cũng là một nạn nhân của việc tố cáo đây, mà phải ngồi tù mới đau chứ. Ngồi tù sau đó thì ra, vô tội. Chả được đền bù cái gì mà cái người mà tố cáo ngài nó chả bị sao cả. Mà cũng chẳng có mấy người đứng chính cho việc này vô tội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News nhân dịp sinh nhật lần thứ 80, khi nói về trải nghiệm 13 tháng tù, Đức Hồng Y George Pell khẳng định bằng cách kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu đã giúp ngài rất nhiều để sống những đau khổ, để có thể tha thứ và luôn tin rằng Chúa Giêsu ở đằng sau tất cả những gì đã xảy ra với ngài. Câu hỏi đầu tiên của phóng viên liên quan đến thời gian bị đi tù. Đức Hồng Y nói, ngài không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chịu ngồi tù. Một giám mục, một Hồng Y mà nghĩ rằng mình ngồi tù, có bao giờ anh em nghĩ như vậy không? Ngài đã chiến đấu hết sức để điều này không xảy ra, nhưng thật đáng buồn là đã không thành công. Ngài kháng cáo, nhưng mà tòa vẫn cứ tuyên bố là ngài có tội, bắt đi tù. Đó là sự kết hợp của hoàn cảnh dối trá và lừa dối. Ngài nhận định như vậy. Dối trá và lừa dối. Khi được hỏi động lực viết cuốn nhật ký trong tù, thì ngài nguyên là Tổng trưởng Bộ Kinh tế. Trước khi mà
bị kết án như vậy thì Ngài là Tổng trưởng Y tế và là một trong những cố vấn đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài trả lời, tôi nghĩ điều này có thể giúp cho những ai đang gặp khó khăn, những ai phải đau khổ như tôi đã trải qua. Rồi tôi nghĩ rằng nhật ký sẽ đem lại lợi ích cho lịch sử, bởi vì không có nhiều hồng y đã trải nghiệm trong tù. Việt Nam mình có một hồng y trải nghiệm trong tù là ai biết không? Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Không những là ngày 1 năm, 2 năm như là Đức Hồng Y George Pell mà tới 13 năm trời. 13 năm trời. Nhưng tôi cũng khám phá ra rằng có nhiều tù nhân đã dành thời gian này cho việc viết, chẳng hạn như Thánh Phaolô viết trong khi ở tù là một liệu pháp tốt. Và Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Thuận cũng đã viết sách Con Đường Hy Vọng, rồi những cuốn tự điển những bài suy niệm Ngài viết ở trong tù. Đức Hồng Y khẳng định đức tin và cầu nguyện cũng như những lời dạy của giáo hội đã giúp Ngài rất nhiều trong những tháng bị giam giữ. Ngài giải thích là Kitô hữu, chúng ta biết rằng chúng ta được cứu chuộc bởi cuộc khổ nạn và cái chết của Con Thiên Chúa. Sống theo giáo huấn về giá trị của đau khổ thực sự thay đổi tất cả. Như trong hoàn cảnh của tôi tin vào sự quan phòng của Chúa, mặc dù đôi khi không hiểu Chúa đang làm gì. Đó là tín thác đó. Tin rằng Chúa yêu thương mình, nhưng mà không hiểu đường lối của Chúa là gì lúc này. Nhưng tôi tin rằng, luôn tin rằng chính Chúa đứng đằng sau tất cả những gì đang xảy ra. Nói về sự tha thứ, Đức Hồng Y thừa nhận rằng điều này không dễ dàng gì. Trời ơi, đang làm việc ngon lành như thế này, cố vấn cho Đức Giáo Hoàng, đây là Tổng trưởng Bộ Kinh tế đầy uy tín như thế này, đùng một phát bị một cái án. Mà cái án này là cái án rất là nặng, lạm dụng tình dục trẻ em. Đau lắm, tha cái gì khác. Còn cái tội này, cái tội mà cả thế họ đang là cái án nặng nề, vì dính vào cái đó. Cho nên tha thứ không phải dễ dàng, nhưng một khi đã quyết định tha thứ thì sẽ thực hiện được. Ngài nói thực tế, Ngài không cảm thấy khó tha thứ cho người đã tố cáo Ngài. Bởi vì Ngài biết đó là một người đã đau khổ và sống trong tình trạng bối rối. Đức Hồng Y George Pell, nguyên là Tổng trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, đã bị kết án vào năm 2018 về nhiều tội lạm dụng tình dục. Và ngày 7 tháng 4, Tòa án tối cao phán quyết là Ngài vô tội, vì các tòa cấp dưới đã không giải thích được sự nghi ngờ hợp lý. Nhưng mà đúng là đền được vạ thì má đã sưng nổi. Những thời gian ngày trong tù không được dâng lễ nữa, là bị cô lập riêng. Cho nên thưa anh chị em, đó là những điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, tập trung vào những thông tin, những gì mà chúng ta thấy ở trên mạng, từ những chuyện cái con búp bê tới chuyện mà mình nghe tin là linh mục này, giáo sĩ nọ, giám mục kia hay là hồng y nọ bị cái kết án này, cái án kia, người ta mới tố cáo thôi, thì đừng cho rằng đó là có tội. Tố cáo mà chưa điều tra, mà tòa chưa tuyên bố thì chưa thành tội, mà vẫn là một con người vô tội. Cho đến khi mà tòa tuyên bố có tội thì mới thành tội. Còn trước khi tòa tuyên bố thì phải cho người là vô tội. Chứ phải cứ ai tố cáo thì đã vội cho là có tội. Hồi còn bé chẳng hạn, đi đánh nhau về rồi mách mẹ, mẹ ơi, anh của con đánh con, thí dụ như thế, thì bà mẹ phải hỏi coi là mày có đánh em mày hay không. Chứ đừng có nghe thằng em nó cứ tố cáo là luôn anh ra. Tôi thấy cái bà hàng xóm cứ thằng em nó tố cáo là bà cứ luôn anh ra bà đánh. Đánh xong hồi thì ngồi nó khóc quá sức, tôi sang thổi sang má đánh nhau lắm, bảo không đau nhưng mà tức. Tức sao? Bị oan. Thì thằng em nó không cho nó ăn bánh rồi nên tố mẹ là đánh, chứ có phải là có đánh đấm gì nó đâu. Mà bánh của con ăn, chứ bánh nó ăn hết rồi, nó bảo cho nó, con không cho nó, nó về tố mẹ rồi. Thì thưa anh chị em, nó tức nó khóc vì nó bị oan. Thì rất ngày hôm nay có rất rất nhiều người anh chị em, nhất là giáo sĩ bị tố cáo oan, rồi có khi có người đang bị tù oan nữa, có nhiều hồng y bị oan nữa. Đôi khi mà già rồi cũng còn vẫn bị tố cáo. Mà những anh chị em đó là những người đang theo con đường của Chúa Giêsu. Vì chính Chúa Giêsu cũng bị kết án. Ông này vô phạm thượng vì dám xưng mình là Con Thiên Chúa. Ông này
Phạm Tương Vi nói rằng phá cái đền thờ Jerusalem này trong 3 ngày thì ông sẽ xây lại. Toàn là bóp méo lời của Chúa Giêsu nói như vậy, nhưng mà nó bóp méo. Chúa Giêsu nói rằng là các ông phá đền thờ này đi, trong 3 ngày tôi sẽ xây lại. Chúa nói về đền thờ thân thể Ngài, nhưng mà Chúa nói các ông phá đi, chứ không phải là Chúa bảo là tôi sẽ phá đền thờ này, khác chứ. Còn việc Ngài xưng mình là con Thiên Chúa thực sự, đó là sự thật. Nhưng mà vì người ta không tin thì ta bảo là phạm thượng, vì ông này là con ông Giuse, con bà Maria chẳng hạn. Rồi ông này chống lại hoàng đế Xê-gia, Chúa đâu không chống lại hoàng đế Xê-gia, mà chỉ bảo cái gì của Xê-gia thì trả cho Xê-gia, cái gì của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Nhưng khốn cho các ông đồ giả hình, đó là thật. Mà vì họ không chấp nhận sự thật về con người của họ, nên họ thù Chúa, tức Chúa, giận Chúa, ghen tức, tố cáo ngược lại. Chúa Giêsu đã đi vào con đường đó, và ngày hôm nay các bạn ai muốn đi vào con đường lòng Chúa thương xót giơ tay. Chúa Giêsu với con kia suốt ngày đi chơi tối, đi nhảy karaoke, nó bảo nó đi lòng thương xót. Về chồng gọi em hàng xóm, nó nói em như vậy, em đi lòng xót đâu, em toàn đi trốn đi hát karaoke với đi nhảy ở đâu, đau không? Đi đâu về, mới đi công tác ba cái lòng thương xót về. Sau hỏi bạn mày, nó bảo là mày đi chơi với mấy đám xì ke đâu chứ mày đi công tác ở đâu, mày như vậy hả? Cái anh sao đây? Thì có rất nhiều cái mình bị oan, anh biết lòng chú sót. Rồi anh này, đồ đạc anh, nhà anh xây là đâu, nhà xây ui giời, thằng đó nó moi tiền lòng chú sót không à, ta khấn nó lấy sạch hết về xây nhà đấy. Đau mồ hôi nước mắt dành dụ biết bao nhiêu năm, nói anh lấy tiền lòng xót anh xây nhà, chịu nổi không? Vậy nghĩa nó đập nhà đi à? Nghĩa này là nắm cổ anh kia mà bóp cổ nó, cái tội nó dối à? Nghĩa đem nó xít tạt cho con mẹ là đổ oan đi chị à? Mình có làm được cái vậy không? Thế gian thì nó chơi, mắt đến mắt, răng đến răng. Còn Chúa của chúng ta thì lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, cầu nguyện cho nhau để bị oan khiên oan trái, ta biết rằng Chúa cũng bị như vậy, và phúc cho các con khi vì Thầy bị người ta bách hại, ta vu khống vu oan, vì phần thưởng dành cho các con thật lớn lao trên trời. Amen. Đến đây lòng Chúa xóm thương, đón nhận nguồn xuôi tình thương. Đến với lòng Chúa xóm thương, không chút tơ vương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài rửa hết muôn tội đời. Có tham vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài diều bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó lòng ơn, cho con giữ phần tiệc dìu con về muôn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin giơ